Hành lúa đang ở trước cửa nhà này. Nhớ chè lo. Ừ. Em ý nhỏ lo, nhớ chè bò. Ừ. Mình đi thì hôm nay lên công trình về cho nên là cũng không mua quà gì về tham gia đình anh lúa cả. Anh lúa thì quẹt quẹt các bác ạ. Ở sẽ cắt tám mỗi lý đấy lo. Hả? Ở sẽ cắt tám mỗi lý đấy lo. Chè tao, chè tao thế nào. À. Anh lúa bảo là đá quẹt thì chỉ đi quẹt. Chè tao. Ờ. Tôi nắm ăn đã xong rồi. Thằng em mua ít sòng sải. Ít sòng sải. À, con út à, con thứ hai. Của anh lúa thì được hơn một năm rồi. Ô, nì bò. Ô, mà chưa nè chào. Chưa chào á? Ừ. À. Cách xong à? Ừ. À, không phải 80 tuổi mà bà 90 rồi. Dạ. À, mua khẩu trâu rồi. Hả? Mua khẩu trâu rồi. Gần đó đi. Bà có dép đi rồi à? À, đây là dép của anh lúa thì bà chắp vá xong bà đi thôi. Các bác cũng biết là nhà rất hoàn cảnh. Không có một cái gì luôn. Thế nhìn đi bất cứ bộ giáo nào là? Hả? Bất cứ bộ giáo nào? Bất cứ chuôn mẹ chứ. Chuôn mẹ chứ? Nhất cho nhà chết chỉ nhà không? Nhà chỉ mua chết tối nha nhà. À, Mỹ Linh hỏi này, thế ngô có đủ ăn đến Tết không? Anh bảo là cũng nuôi mấy con gà với lại không có nhiều, không nuôi nhiều con vật cho nên là cũng chắc chỉ ăn đủ đến Tết thôi. Còn qua Tết thì chắc là cũng không đủ ăn rồi. Nhất chắn nó cho chết chỉ làm một chai chuyên theo thứ nào? À, thế là nó rồi. Ủa giống nó chứ? Ủa là lão này cho một ủa giống tao đi chà nè. À, ủa giống tao nhiều ủa xin. Ồ. Nhưng giờ bỏ nhau che thế hả? Dạ. À, thế là bảo bà trông con xong là anh lúa với chị đi nhặt ve chai. À, đi xuống huyện đi nhặt ve chai các bác. Từ đây đi xuống huyện cũng khá là xa. À, từ đây xuống thì cũng xa đấy. Tầm khoảng hơn 3 cây số một chút. Nhưng mà đường rất là khó đi. Bởi vì đường đá nữa. Cái anh lúa thì quẹt quẹt thì... À, nhớ chỉnh thịt bà mà. Hả? Nhớ chỉnh thịt bà. Chỉnh thịt bà thảo thảo trào điếu. À. À, một có con một hũ đạt tới trình. À. Anh bảo là Mili bảo là anh đi quả qué này thì anh có chống gậy không? Anh bảo là lúc đầu bị thì chống gậy được một vài năm. Nhưng mà bây giờ anh bảo đi thì thành quen rồi. Đấy. Bây giờ rất là thương hoàn cảnh anh. Mấy phía chép của tao. Tao. Ờ. Bảo là đi vào trong nhà xem anh lúa dạo này gia đình có thay đổi gì không. Nhà rất là nhỏ luôn các bác. Trong nhà rất là à có điện. Điện sáng sáng nhưng mà nói chung là nhà nhỏ quá. Rất là tối. Đây bữa nó mỏ rất là nên nó á chỉ thế à? Hả? Nó mỏ là nó ple thế à? Chà, nó mỏ thế à? Nó mỏ mỏ là nó ple. Nó mỏ thế mỏ ple nhỏ. Mỏ mỏ bật chưa? Chưa mà. À, bảo là còn mềm mến không? Chưa em. Ở suýt chủ không? Đấy. À. Cảnh thế, đây mà mi dầu. Mi dầu à. Cơm gạo này là cho trẻ con. Còn mầm mén này là người lớn ăn. Đấy, đây là mầm mén đây các bác nhá. Nên nó mua cây nó chỉ mua. Mua à. Mi rau à? Ai mà chỉ mua à? Rau à? Ừ, nó rau. À, đây là rau đây, rau dưa đây. À, đây rau dưa đây các bác ạ. Đấy, nhà anh thì rất là hoàn cảnh. Tao ăn đây chỉ tao nghe nó là hơn tao xong rồi. À. Chạy chạy xong rồi. Chạy xong rồi. Anh gọi lúa có nói là được một năm nay là không có thịt ăn rồi. Đấy những cái lần trước mà Mỹ Linh hay vào đây mua thì chỉ được ăn được cái lần đấy thôi, từ năm ngoái rồi. Nên anh vừa nói là được một năm nay là không có thịt ăn rồi các bác ạ. Đấy không biết là gia đình sẽ ăn như thế nào, chỉ ăn cơm mềm mềm với rau thôi. Nó mỏ tia rau chứ là? Nó mỏ rau, chúng mua cho ký rau xem. Chúng mua cho á? À? Ừ. À, anh bảo bà bảo không cũng không có rau các bác. Bây giờ bật phải lắp lên để sáng đấy, không là tối các. Bảo là nhà không có gì ăn. À, chỉ ăn cơm rau thôi, thậm chí mỡ không có xào rau nữa. Đây này, đây là chỗ ngủ của bà đấy. Ngủ lên một tấm phản thôi. Gia đình thì rất là nhiều đồ. Đấy. Ôi à cái chăn kia, cái gối này không thấy đâu nữa. Cái gối này thì chắc là để được vài năm rồi. Lúc này không trong bò? À? Không trong bún đi lò? Không trong bún bẹ. Ồ, ôi dồi ôi. Dạ, à, ôi dồi, cái gối của bà là bà tự tự khâu các bác. Tự khâu là cái túi bóng này.
bao tải đây, làm gỗ đây. Vợ đây là vợ anh lúa đây, phải đi hái rau dại về để để cơm. Nhà thì rất nhỏ luôn các bác ạ, nhà nhỏ tí. Lấy bùa dù bùa thế chủ nhu là rồi anh bảo là nuôi một con bò bé bé là được nhà nước hỗ trợ con bò bé bé này để lấy về làm phân, trồng làm phân. Đấy, còn nuôi mấy con gà thôi, còn không nuôi lợn bởi vì là không có ngô ấy. Nhưng mà không có ngô thì con lợn phải ăn ngô ăn cám thì gia đình mà ngô đã không đủ ăn rồi, nhưng mà để nuôi lợn thì gia đình sẽ không có cơm để ăn nữa, nên là chỉ là nuôi con bò để ăn, đi lên rừng cắt cỏ về chỗ ăn thôi. Mình lên hỏi là thế một tháng thì gia đình đi trả tiền điện bao hết bao nhiêu, anh có nói là hết 25.000. Và ít thì anh cảm chí ở trai dưới mùa ua giọt tức là bút không chưa? À, dù chế, ít thì ta chỉ chế tao tổ chiên, tụi mình dạo này chế nó gà là tao mình ở chế thầy sư à. À, dạ lo. Tao cho chế ở trò nhé à? Cho chế ở dưới, tao bút sầu cho mình dạo cảnh tao nè. Là bút giảm mấy một cảnh đấy. Được cái tiền hỗ trợ của xã. Mà ít tao hơn tao liếu. Hả? Tao hơn tao liếu. Tao một cái thôi mà tao sắp bua. Sắp bua. Ô tù. Thì tù tù lót thì tao lại. Anh có nói là được 700.000. À, mua tù giao cho xe một thu đào tù giao nó tù lót nó. Anh có nói là được nhà nước hỗ trợ 700.000 về hộ nghèo, cho nên là cũng đủ để trả tiền điện một tháng 25.000 đấy. Tốt lắm quá chị là. Tốt lắm quá cả đại là. Thế là đứa cả đi học rồi. Cả tiền cho nó. Không một cả hết rồi. Thì ít chưa? Thì cả gì rồi? Mà rau à? Ừ. Mà rau lúc xưa hoàn đâu? Hả? Lúc xưa tỷ plau à tỷ lúc xưa hoàn đâu sống? Lúc xưa mình phát khe. À, ít xong à? À, đi học lớp 1 tuổi. Ôi, trên giường có cả chiếc dép đấy, chiếc giày đấy. Đứa niệm đấy, chập đi đó. Đây là chỗ ngủ của vợ chồng ấy lúa đấy các bác. Ôi dồi ôi, cái cửa nhỏ quá, vào kiểu gì đây? Người béo không vào được. Cái cửa này chỉ được tầm khoảng 2 gang tay thì đi ngủ đi nghiêng à? Ôi dồi, đúng là 2 gang tay thật. 2 gang tay hết là được đúng 40 phân thì cửa đi vào. Gia đình thì treo những cái thứ gọi là túi bóng, những cái quả ngô để làm giống thì rất là nhiều, những cái hạt đỗ nữa, cây đỗ treo lên gấp bếp rất là nhiều luôn, toàn là sân nồi rất là nhiều nữa, cho nên là không có mắm muối à. Chỉ muốn chè là hả? Chè chỉ mua chè chuối con mẹ nha. À, chuối con chè này. Ừ. Mấy chanh đi, mấy chanh mà chuối bao su chỉ mua mấy chanh. À, chỉ mua mấy chanh. À, anh lúa mà không có mì chính ăn, chỉ có muối với ăn mềm mén với một nồi rau dưa ở đây thôi. Đấy, còn gạo này thì là sẽ hai vợ chồng đi nhà ve chai về thì được tiền thì sẽ để nấu cho cháu ăn thôi. Bởi vì cháu còn nhỏ tuổi ấy, cho nên là không ăn được mềm mén. Cho nên là cháu sẽ ăn gạo, cơm gạo thôi. Gia đình thì không có gì ở các bác ạ, ngoài những cái tô bóng. Nên đài năn nhá chiều. Nó không cửa. À, nhìn nhiều chuột quá cho nên là đi xay mềm mén về thì phải treo như này, không để chuột ăn hết. Đấy, những cái thứ đồ của gia đình đấy, không có cái gì rồi các bác ạ, rất là trong hoàn cảnh của nhà anh lúa. Ở trên này thì rất là nhiều cây đỗ. Đấy, còn ngô thì anh có nói là được còn một ít ở đây. Đấy, còn một ít đây thì chắc là không đủ ăn Tết à? Không nên chỉ tao nó chia hả? Hả? Có cửa đi nào? Sợ chiên sợ tào đó. Ừ, sợ chiên mà tào. À. Ngô chỉ có bằng này thôi, trên các thì không có một cái chỗ nào nữa rồi. Cho nên ăn hết chỗ này thì sẽ hết. Qua Tết thì anh chị tiếp tục đi nhà ve chai để tiếp tục có tiền để mua cháo, mua gạo cũng như là để phục vụ gia đình. Bà thì ở nhà là trông cháu thôi. Cho nên rất là thương hoàn cảnh của nhà anh lúa đây các bác ạ. Nét chữa món nào là? Hả? Nét chữa món nào? Chữa cháu của cả.
Bà là chưa có thứ ba này không mua ok lo ok à ba là ok à chỉ cho chơi chơi chạy ba là ờ chơi tao tao cái khoản nhân gia mà tao tao cái khoản nhân gia mà họ tao tao mua ừ rất thương hoàn cảnh hình luôn các bác ạ. Thế thì là Mỹ Linh cũng xin phép gia đình, bởi vì ngoài thì hôm nay báo mưa cho nên là phải về sớm, bởi vì Mỹ Linh đi bộ thôi, không có đường này không đi xe được, cho nên là sẽ xin phép gia đình mà về để hôm các Mỹ Linh sẽ vào đây để mua quà cho hai cháu và gia đình. Mà nên nhớ nào thôi. Nhớ chưa mua mà tôi xuống nào. Tôi xuống nào cái mẫu mà tôi là xuống nào ha. Là xuống chút thay. Nên có con điện tổ tàn chạy chút xong là. Có con điện tổ tàn á. Bảo là cái cháy nhà này. Cái cháy nhà thì rách hết rồi, cho nên là Mỹ Linh bảo là phải chắc phải thay thôi. Nhưng anh bảo là không có tiền nữa thì rất là thương hoàn cảnh anh. Đấy. Tuần tay cho tôi còn xài rồi, tôi mới nhớ nè. Hả? Tôi mới nhớ tay cho tôi còn xài. Nhớ mình nhớ tôi rồi. Nhớ tôi rồi. À. Chứ bị ác gì trò chết đâu. Hả? Chứ bị ác gì quần ổ chết nó đâu. Chỉ mua ác gì mà cháu. À, chỉ mua ác gì à? À, bảo là chuẩn bị cái gì để còn ít vài ngày nữa thì đến Tết rồi. Đấy, thì anh có chuẩn bị được đồ gì chưa? Anh có nói là chưa không có tiền nên là không biết làm gì được. Đấy, lên mà nhó, nó. Ừ. Nói cho mà tôi. Một chiếc mà tôi xuống. Ờ, hai lý ho. Ừ. Xin phép gia đình á, Mỹ Linh ra về đây. Nhà thì làm rất là lâu rồi các bác. Gia đình thì là khi mà bố anh lúa chết năm ngoái năm kia đấy, là chôn ở ngay đây luôn. Ở chôn ở đây, 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 đây. Đây, đây, kia kia, cái mộ kia các bác. Đấy, bố anh lúa thì trốn ở đây nghe đây luôn này, rất là gần gần đây thôi, ngay cái cạnh vườn thôi. Đấy, những cái mà có mấy viên đá kia, đấy đấy là bố anh lúa mất thì trốn ở đây luôn. Bởi vì bố anh lúa mất thì nghe nói là gia đình rất là hoàn cảnh, trong nhà chỉ có một con lợn khoảng 50 cân thôi, thế là chỉ mổ con lợn cho làm cơm tiếp khách để giúp đỡ cho Tiến bố anh lúa đi về nơi ăn nghỉ ở bên kia thôi. Ở trên là gia đình được rất là hoàn cảnh. Ở đây thì khu vực này thì không có một cái nhà nào các bác, chỉ có gia đình anh lúa thôi. Là sống ở một cái khu này rất là sầm uất. Đấy, đây, cái khu vực này là không có một cái nhà nào luôn. Anh chỉ có mỗi một cái nhà anh lúa ở đây thôi. Tất cả mọi thứ xung quanh thì là toàn là cây cối với đất đai với đá thôi, cho nên là rất là thương hoàn cảnh gia đình nhà anh. Vậy Mỹ Linh thì sẽ xin chia sẻ đến đây thôi. Hẹn các bác các tập video tiếp theo nhá.